Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì Ngài thật là tốt lành. Chúa đã cho quý ông bà, anh chị em và tôi có thời gian để cầu nguyện, thờ phượng và học hỏi lời của Chúa. Cảm ơn Chúa vì những ngày qua Chúa cho chúng ta được theo học loạt bài Cuộc đời Chúa Giêsu Christ với tôi là mục sư Bùi Văn Cường. Và Chúa cho chúng ta học được 5 bài rất là hữu ích và quan trọng trong môn học này. Và sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học bài số 6, nói về Chúa Giêsu chịu phép báp têm. Đây cũng là bài học rất là quan trọng, không chỉ dành cho tâm tín hữu, những người mới tin Chúa, nhưng mà hết thảy chúng ta cũng cần được trang bị học tập để củng cố đức tin của chúng ta và cho chúng ta có kiến thức để giúp đỡ lại cho dân sự của Chúa trong hội thánh. Nền tảng kinh thánh của bài số 6 đó là Ma-thi-ơ đoạn 3 từ câu 13 đến câu 17 và Roma đoạn 6 câu 1 đến câu 23. Chúng ta đọc câu gốc ở trong Mác đoạn 16 câu 16. Xin mời chúng ta đọc câu gốc. Mác đoạn 16 câu 16: Ai tin Chúa Giêsu và chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Xin Chúa giúp đỡ để là chúng ta thuộc câu gốc lời của Chúa. Có một số câu hỏi được nêu ra ở đây để chúng ta cần có sự giải đáp và giúp đỡ trong bài học này. Câu hỏi số 1 đó là: Giăng Báp Tít làm phép báp têm ăn năn tội, trong khi Chúa Giêsu của chúng ta là đấng không hề có tội. Như trong bài số 2 chúng ta đã học về Chúa Giêsu là đấng hoàn hảo trọn vẹn, vậy thì tại sao Ngài phải chịu phép báp têm của Giăng Báp Tít? Và câu hỏi số 2 đó là: Tại sao con cái của Chúa là những người tin Chúa Giêsu thì không cần phải làm phép báp têm của Giăng Báp Tít nữa? Số 3 đó là chúng ta cũng so sánh phép báp têm của Giăng Báp Tít và thánh lễ báp têm của Chúa Giêsu có sự khác nhau như thế nào. Câu hỏi số 4 đó là thánh lễ báp têm là mạng lệnh Chúa truyền cho chúng ta phải thực hiện, như vậy không làm phép báp têm thì có được cứu rỗi hay không. Câu hỏi số 5, chúng ta có nên làm phép báp têm cho trẻ em không? Nếu như làm thì trong độ tuổi nào thì chúng ta có thể làm phép báp têm cho các em. Thứ 6, nước thiên nhiên có rửa sạch tội của chúng ta hay không? Hay là nhờ đâu mà chúng ta được tội chúng ta được tẩy sạch, được tha thứ? Số 7 cũng là câu hỏi, cũng là điều rất là quan trọng để chúng ta nghiên cứu học hỏi. Ở một số cơ đốc nhân họ chỉ làm phép báp têm trong danh của Chúa Giêsu. Thậm chí có những người đã chịu phép báp têm rồi trong danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh, nhưng mà sau đó họ lại làm phép báp têm lại trong danh Chúa Giêsu mà thôi. Chứ họ không chấp nhận thánh lễ báp têm trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh như lời của Chúa Giêsu đã phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Và như vậy chúng ta sẽ lần lượt giải đáp những tất cả những câu hỏi này liên quan đến bài học của chúng ta. Và mục đích của bài học đó là giúp cho học viên hiểu biết được ý nghĩa đích thực của thánh lễ báp têm và phước hạnh của lễ báp têm bằng nước, và qua đó kêu gọi họ theo gương của Chúa Giêsu sẵn sàng chịu phép báp têm ngay khi có dịp tiện. Và những người đã làm phép báp têm rồi thì hãy sống một cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời, qua đó nhiều người được cứu và được phước và danh của Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào kinh thánh nền tảng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 13 cho đến câu 17. Xin quý vị theo dõi, tôi xin đọc lời của Chúa ở đây. Khi ấy Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng dân tại sông Giô-đanh đặng chịu người làm phép báp têm. Song dân từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Dân bằng vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa thật là có quyền năng, và cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta bước vào trong phần thứ nhất của môn học, của bài học, đó là chịu thánh lễ báp têm là đòi hỏi hay là mạng lệnh của Chúa truyền đối với mọi người tin. Tất cả những người tin Chúa đều phải làm phép báp têm. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19, lời của Chúa nói rất rõ:
là Chúa Giêsu nói rằng các ngươi hãy đi khiến muôn dân trở thành môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thương ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Và đó là đại mạng lệnh của Chúa truyền bảo mỗi một chúng ta phải thực hiện, phải làm theo, như câu gốc ở trong Mát đoạn 16 câu 16 cũng vậy. Cho nên tất cả chúng ta đều phải chịu phép têm trong danh của Chúa. Bây giờ chúng ta đi vào ý thứ nhất, đó là Giăng Báp-tít từ chối làm phép báp têm cho Chúa Giêsu vì Ngài vô tội. Phép báp têm của Giăng Báp-tít là phép báp têm ăn năn tội, trong khi Chúa Giêsu là đấng không hề có tội, nên Giăng không dám làm phép báp têm cho Chúa Giêsu. Và ông nói rằng đáng lẽ Ngài phải làm phép báp têm cho tôi, tại sao Ngài đến với tôi để chịu phép báp têm? Và Giăng Báp-tít là sứ giả của Chúa, là người dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến để thi hành chức vụ trên đất này. Và vì Chúa Giêsu là một vị vua, cho nên Ngài có sứ giả đi trước để dọn đường cho Chúa đến. Và ở trong Hebrew đoạn 4 câu 15 cũng như là Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 22 nói về Chúa Giêsu là đấng không hề phạm tội. Và vì vậy, Chúa Giêsu không cần thiết phải làm phép báp têm của Giăng Báp-tít. Nhưng mà tại nơi đây, Chúa làm là vì có lý do của Chúa, và một lát nữa chúng ta sẽ học hỏi. Điều quan trọng ở đây là Giăng đã từ chối làm phép báp têm cho Ngài, nhưng Chúa Giêsu sẵn sàng và chấp nhận theo ý muốn của Đức Chúa Trời để làm phép báp têm. Chúng ta tìm hiểu để biết thêm về phép báp têm của Giăng Báp-tít. Ở trong công vụ đoạn 19, số 4, Phaolô định nghĩa về phép báp têm của Giăng Báp-tít nó rất là rõ ràng ở đây rằng là Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội mà truyền cho dân chúng là phải tin Chúa Giêsu Christ. Như vậy chúng ta biết rất là rõ là phép báp têm của Giăng Báp-tít là phép báp têm ăn năn tội. Còn thánh lễ báp têm trong danh của Chúa Giêsu Christ đó là nhấn mạnh đến việc người làm phải nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh để làm phép báp têm cho tất cả những người tin Chúa, là những người đã được Chúa tha tội khi họ thật lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Cho nên là khi mà họ làm phép báp têm là để họ cam kết và tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa, rằng là họ sẽ đồng chết, đồng chôn đời sống cũ tội lỗi của họ và họ sống là một đời sống mới ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Và vì vậy, chúng ta thấy rằng có cái sự khác biệt rất là rõ ràng về phép báp têm của Giăng Báp-tít và phép báp têm trong danh Chúa Giêsu. Chúng ta tìm hiểu thêm để biết bên giáo hội Công giáo họ có 7 phép bí tích để thể hiện mối liên hệ giữa giao tiếp giữa giáo dân và Thiên Chúa. Bí tích thứ nhất đó là bí tích rửa tội mà chúng ta ở tiếng Tin Lành gọi là phép báp têm đó. Ở đây nói rằng là nhằm xóa tội tổ tông và các tội bản thân, hình thức đó là lấy nước lã đổ trên đầu kẻ lãnh bí tích rửa tội và đọc tên thánh: tôi rửa tội nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Còn kẻ lãnh bí tích thề hứa bỏ ma quỷ, lãnh tội lỗi, tin theo Chúa Giêsu và giữ lề luật của Người. Và cái bí tích thứ hai đó là bí tích thêm sức, thứ ba là bí tích thánh thể, thứ tư là bí tích giải tội, thứ năm là bí tích truyền thánh chức, chức thánh, thứ sáu là bí tích hôn phối hôn nhân, thứ bảy là bí tích sức giàu bệnh nhân. Và đây là 7 bí tích của giáo hội Công giáo. Chúng ta nghiên cứu thêm để chúng ta hiểu biết và có cái sự khác nhau một chút về cái sự dạy dỗ phép báp têm của giáo hội Công giáo và Tin Lành của chúng ta. Hội thánh Tin Lành thì công nhận 2 thánh lễ, đó là thánh lễ báp têm bằng nước và thánh lễ tuyệt thánh. Tại sao công nhận 2 thánh lễ này gọi là thánh lễ? Là bởi vì do chính Chúa Giêsu truyền lệnh một cách trực tiếp cho hội thánh của Chúa phải thực hiện. Còn những cái lễ như là lễ Giáng sinh, lễ phục sinh, lễ cưới, lễ tang, lễ dâng con, lễ cảm tạ hay là lễ tấn phong mục sư truyền đạo vân vân, thì cái đó gọi là giáo lễ. Cho nên chúng ta lưu ý hội thánh của Chúa có 2 thánh lễ, là thánh lễ báp têm bằng nước và thánh lễ tuyệt thánh do chính Chúa Giêsu truyền cho chúng ta phải thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái ý nghĩa
báp têm trong Chúa Giêsu Christ. Hồi nãy thì chúng ta đã nói một phần về báp têm của Giăng Báp Tít là việc phép báp têm ăn năn tội và truyền cho dân chúng phải tin Chúa Giêsu. Và phép báp têm của Chúa Giêsu Christ nó có ý nghĩa như thế nào? Ở đây, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 chúng ta đã đọc, cũng như Công vụ đoạn 2 câu 38. Làm phép báp têm trong Chúa Giêsu, cái chữ báp têm có nghĩa rằng là dì mình hay là trầm mình, hay nói một từ khác đó là ngập chìm ở trong nước, chứ không phải là rải nước hay là cái người làm báp têm, cái người nhận báp têm đứng trên bờ hay là trên một cái nơi khô rồi cái người làm báp têm đổ nước lên. Đó là những cái trường hợp gọi là hiếm hoi, đặc biệt không có nước, thiếu nước, hoặc là cái người bị bệnh nằm ở trên giường thì mới cái hình thức đơn giản. Nhưng mà cái ý nghĩa đích thực của nó đó là cái người đó phải trầm mình, phải ngập chìm mình hoàn toàn ở trong nước. Và cái việc mà trầm mình ở trong nước đó nó có ý nghĩa là cái người đó đồng chết, đồng chôn đời sống cũ, tội lỗi của mình hoàn toàn với Chúa Giêsu. Cái đời sống cũ, tội lỗi của người đó, như Chúa Giêsu đã nói, đã phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 18, 19 rằng là xong những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng thì những điều đó làm dơ giấy người. Vì từ lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trạm cướp, làm chứng dối và lọng ngôn. Và cái đời sống cũ tội lỗi của chúng ta cũng đã được sứ đồ Phaolô liệt kê ở trong Galati đoạn 5 câu 19 đến 21 như sau là: vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù án, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẽ, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Cho nên khi một người ăn năn tin nhận Chúa Giêsu thì chính Chúa Ngài dùng huyết thánh của Ngài tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Và khi chúng ta chịu phép báp têm trong nước thì chúng ta tuyên xưng và chúng ta cam kết đồng chết, đồng chôn đời sống cũ, tội lỗi quá khứ của chúng ta với Chúa. Và vì vậy tất cả những cái tội lỗi này sẽ được chôn vùi ở trong hồ nước, ở trong cái sông nước, giống như là cái phần mộ ở nơi đó. Và chúng ta tuyên bố rằng là chúng ta đồng chết, đồng chôn với Chúa, một cái đời sống cũ hoàn toàn ở trong Ngài. Và chúng ta biết thêm một ý nghĩa quan trọng nữa là ra khỏi nước hay là lên khỏi nước đó, thì nó có một ý nghĩa rằng là cái người đó đồng sống lại đời sống mới với Chúa Giêsu. Đời sống mới, đời sống có Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Cái đời sống đó không làm theo ý riêng, không làm theo cái tôi của mình, nhưng mà đầu phục Chúa hoàn toàn để chính Ngài cai trị, dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta. Khi một người làm phép báp têm đó thì cái ví dụ minh họa đây giống như là từ tình yêu mà tiến đến hôn nhân, tức là hai người đã yêu nhau, tức là hai người đã tin Chúa Giêsu rồi, nhưng mà bây giờ họ yêu nhau, họ tiến đến hôn nhân để công khai, để cho mọi người biết rằng là họ đã yêu nhau và quyết định là đến với nhau thành nghĩa vợ chồng. Và khi chúng ta đã tin Chúa Giêsu rồi thì chúng ta làm phép báp têm để công khai xưng nhận cái niềm tin trọn vẹn của mình, cam kết suốt đời đi theo Chúa, thờ phượng và hầu việc Ngài. Và cái đời sống mới của những người tin Chúa đó, như là lời của Chúa dạy ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 rằng là: vậy nếu ai ở trong Chúa Giêsu Christ thì nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Mọi sự đều trở nên mới, tất cả những suy nghĩ, lời nói, thái độ, hành động của chúng ta đều phải trở nên mới trong cái tiến trình bước đi theo Chúa, thờ phượng và hầu việc Ngài. Và xin Chúa giúp đỡ, vì Chúa đã cứu chuộc chúng ta và ngày giờ chúng ta từ nước tối tăm qua nước sáng láng lạ lùng của Chúa, và chúng ta là con cái của sự sáng, con cái của Đức Chúa Trời hằng sống. Và vì vậy chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ thì chúng ta là tạo vật mới của Ngài. Và cầu xin Chúa Ngài tái sạch, cũng như Ngài ban
cho chúng ta để chúng ta dứt khoát đoạn tuyệt với tất cả những quá khứ tội lỗi xấu xa sai trật, để chúng ta sống một đời sống mới ở trong Chúa của chúng ta. Và cảm ơn Chúa. Và cái cách mà sứ đồ Phaolô nó ở trong Galati đoạn 2:20 rằng là tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với rắn rết, mà tôi sống hiện nay, tôi sống không phải là tôi sống cho tôi nữa, nhưng mà ông sống cho Chúa Giêsu Christ, là đấng đã sống ở trong cuộc đời của ông. Cho nên Chúa Giêsu đã mua chuộc chúng ta bằng dòng huyết quý giá vô tội của Ngài rồi. Nên chúng ta không chúng ta hãy sống cho Đức Chúa Trời thay vì chúng ta sống cho chúng ta và sống trong thế gian này, thì chúng ta hãy nạp mình, hãy sống cho Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, toàn tâm toàn ý, và chúng ta trở nên một tạo vật mới, cũng như là chúng ta thật sự là kinh nghiệm được phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta khi chúng ta sống tuyên hứa và cũng như là cam kết thực hiện theo lời của công bố của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi qua một cái ý cũng rất là hay, đây là nước thiên nhiên, đó là không rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Chỉ có dòng huyết thánh, chỉ có máu của Chúa, Ngài đã hy sinh trên thập tự giá, đổ ra cho đến giọt máu cuối cùng, để rồi Ngài chịu chết và đền tội cho chúng ta. Chúa Giêsu là đấng vô tội, Ngài không có nguyên tội, không có kỷ tội, và vì vậy Ngài có hội đủ mọi điều kiện về pháp lý cũng như tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để Ngài có thể tái sạch và tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Cho nên chúng ta lưu ý rằng là nước thiên nhiên, khi chúng ta bước vào hồ nước, vào dòng sông để mà làm phép tin đó, thì nước đó không có thẩm quyền, không có cái mầu nhiệm gì trong đó để tẩy sạch tội của chúng ta, chỉ có huyết của Chúa Giêsu Christ mà thôi. Ở trong Phi-líp nhất đoạn 3:21 thì nói rằng là phép báp tin bây giờ ban là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bằng sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng phía ra nói là phép báp têm ấy đó chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng mà đó là một cái sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Christ. Cho nên cái nước thì không rửa sạch tội, chỉ có dòng huyết của Chúa Giêsu. Như ở trong Giăng nhất đoạn 1:8-9 thì nói rằng là ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là đấng thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm sạch cho chúng ta mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa, vì Chúa của chúng ta là đấng thành tín, và những gì Ngài hứa là Ngài có quyền làm trọn. Những người có công thì được thưởng, có tội thì bị phạt. Và những người nào nhận biết mình có tội, ăn năn sám hối, quay trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, thì dòng huyết thánh vô tội của Chúa Giêsu Christ có thẩm quyền và hội đủ điều kiện để tẩy sạch và tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Không chỉ là để tha tội cho chúng ta mà làm sạch mọi điều gian ác của chúng ta ở trong dòng huyết thánh của Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh nói rằng là vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thấy điều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta là một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ là một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa, vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình sẽ sống lại với Ngài, bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không có còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống,
ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy có mình như đã chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy là trong Roma đoạn 6 ghi rất rõ về cái việc mà chúng ta làm phép báp têm, có nghĩa là chúng ta công xưng, chúng ta cam kết đồng chết đồng chôn đời sống cũ tội lỗi của mình và sống lại một đời sống mới hoàn toàn với Chúa Giêsu. Và như chúng ta đã chết thì chắc chắn chúng ta sẽ được sống lại với Chúa. Và chúng ta hãy suy nghĩ đến những điều tích cực, những điều tốt lành mà Chúa dạy chúng ta ở trong Philip đoạn 4 câu 8 câu 9 ở đây. Kinh Thánh nói rằng là rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng ưa chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em hãy nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi thì hãy làm đi. Thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta để Ngài ban sức mới và Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta làm được mọi sự nhờ Chúa Giêsu ban thêm giúp cho chúng ta. Và chúng ta hãy nghĩ đến những điều tốt lành từ nơi Đức Chúa Trời để chúng ta sống một đời sống thật sự là xứng đáng như là lời tuyên hứa của chúng ta trong thánh lễ báp têm, đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa. Bây giờ chúng ta qua phần số 2. Đó là cái tấm gương chịu lễ báp têm của Chúa Giêsu. Việc Chúa Giêsu chịu phép báp têm trong nước là một tấm gương về sự xưng nhận công khai bản thánh vô tội vốn có của Ngài. Như vậy khi một người chân thành tin Chúa Giêsu nhận thánh lễ báp têm trong nước thì người đó công khai xưng nhận sự công nghĩa, tức là sự vô tội mà mình đã có trước đó bởi việc thật lòng cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của riêng mình. Khi một người đồng ý, một người bằng lòng, một người chân thành cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu thì ngay lúc đó người đó đã được tha thứ mọi tội lỗi của mình và Đức Thánh Linh sẽ ngự vào trong đời sống người đó để thay đổi biến cải người đó. Cho nên cái việc mà làm phép báp têm để không phải là để được cứu rỗi, vì chúng ta đã được cứu rỗi trước đó bởi việc chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa và dòng huyết thánh vô tội của Ngài đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta rồi. Khi chúng ta chịu phép báp têm trong Chúa Giêsu thì chúng ta cùng với Chúa rằng là Ngài đã công khai, Ngài đã xưng nhận bản thánh vô tội vốn có của Chúa. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đã được Chúa tha tội, đã được Chúa xưng công bình, là một người được tái sạch mọi tội rồi. Cho nên chúng ta xưng nhận rằng chúng ta đã được Chúa tha tội và chúng ta là người công bình. Cho nên chúng ta làm phép báp têm trong Chúa Giêsu. Ở bên giáo hội Công giáo thì người ta cho phép làm phép rửa, tức là phép rửa tội, là phép báp têm nó cho trẻ em. Cho nên là họ dạy rằng là khi được rửa tội đó, khi trẻ em được rửa tội thì cha mẹ hoặc là cái người đỡ đầu đó đã thay mặt cho con của mình để mà cam kết những điều như sau, đó là từ bỏ tội lỗi và những cái quyến rũ bất chính, từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi, tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, tin kính Chúa Giêsu Kitô, tin kính Chúa Thánh Thần, và tin Hội Thánh Công giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác loài người sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời. Và đó là những cái lời hứa mà cha mẹ hoặc là cái người đỡ đầu đã long trọng cam kết thay mặt cho con của mình khi được rửa tội. Và những cái cam kết trên trên đây phải được thi hành khi trẻ em được lớn lên thành người lớn, có đủ trí năng, suy nghĩ và hành động. Và đây là tất cả những người tín hữu chúng ta đang sống đức tin trong giáo hội hiện nay, tức là giáo hội Công giáo đó. Nhưng phép rửa chỉ có giá trị cứu rỗi khi ta thi hành những lời cam kết trên đây mà thôi. Cái nguồn thông tin này là congiao.info, tại sao Chúa Giêsu nhận phép rửa của Thánh Gioan. Như vậy, người Công giáo họ cho phép làm phép báp têm, làm phép rửa tội cho trẻ em mà có cha mẹ hay là người đỡ đầu tuyên hứa những cái lời cam kết và thay thế cho trẻ con, để rồi khi chúng được trưởng thành và lớn lên thì phải thực hiện những điều đó thì mới có giá trị hưởng được ơn cứu rỗi. Và đây là cái điều mà cũng có một chút về sự khác biệt đối với tin lành của chúng ta.
Như chúng ta biết rằng chúng ta được cứu đó là không bởi phép báp têm, chúng ta được cứu cũng không bởi công đức hay là việc làm của chúng ta. Nếu như vậy thì không cần Chúa Thế Giê-xu phải bỏ thiên đàng đến trần gian rồi chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho mình. Chúng ta được cứu là như lời của Chúa nói trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 rằng là ấy và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó không bởi công đức, bởi việc làm của chúng ta để chúng ta được cứu, nhưng mà bởi chúng ta tin vào sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, như là cái phương cách và cái bằng chứng của sự cứu rỗi đã được nói ở trong Roma đoạn 10 câu 9 câu 10. Vậy nếu miệng chúng ta xưng Chúa Giê-xu Christ ra và lòng chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu Christ từ kẻ chết sống lại thì chúng ta được cứu. Vì sao? Vì tin bởi trong lòng thì được xưng là công bình, còn miệng làm chứng thì sẽ nhận được sự cứu rỗi. Ở trong cái thời điểm mà các môn đồ và hội thánh đầu tiên của Chúa mà tin Chúa đó là gặp rất là nhiều bắt bớ, thách thức và khó khăn, bởi vì người La Mã đang cai trị đô hộ người Do Thái. Bởi vì trước đó thì họ được bị bắt buộc là phải xưng nhận Caesar, tức là chính quyền La Mã là Chúa. Nhưng bây giờ khi mà họ bước đi theo Chúa, tin theo Chúa Giê-xu, thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời, thì họ phải công xưng đức tin nơi Chúa, và điều đó gặp thử thách và khó khăn cho cái đức tin của họ. Nhưng khi một người họ đã quyết tâm, họ đã được Chúa cứu chuộc rồi, thì chính Chúa ban cho họ năng lực và quyền năng để họ xưng Giê-xu Christ là Chúa mà thờ phượng Đức Chúa Trời, vì họ biết rằng trong Chúa Giê-xu mới có sự cứu rỗi mà thôi. Và chúng ta thấy trong bài học ở đây đó là cái việc Chúa Giê-xu chịu phép báp têm đó là bày tỏ tình yêu vô hạn của Thiên Chúa đối với con người. Chúa Giê-xu không hề biết tội, không hề phạm tội, song Ngài tình nguyện đứng vào chỗ vị trí tội nhân cho loài người của chúng ta để chịu phép báp têm ăn năn tội của dân, của dân báp tít như bao nhiêu người Do Thái đã làm trong lúc bây giờ. Và đây là cái khởi đầu con đường thập tự giá mà Chúa Giê-xu phải trải qua. Chúa Giê-xu, Ngài không có tội, nhưng mà Ngài đứng vào chỗ tội nhân thế cho chúng ta để nhận lấy phép báp têm của Giăng Báp Tít. Và chúng ta không cần phải làm phép báp têm của Giăng Báp Tít nữa, mà chỉ làm phép báp têm trong danh của Chúa Giê-xu mà thôi. Và phép báp têm trong danh của Chúa Giê-xu, tôi lại nhấn mạnh lại là trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh, như là lời của Chúa Giê-xu trực tiếp kêu gọi cũng như là phán truyền với chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19. Và khi Chúa Giê-xu chịu phép báp têm cũng có sự chứng giám của ba ngôi Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Chúa đạo trên Ngài, và có tiếng từ trời phán rằng là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Cho nên những gì mà lý thuyết Chúa nói trong Ma-thi-ơ 28 câu 19 và chính Chúa Giê-xu khi làm phép tên thì có sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa, điều đó bày tỏ cho chúng ta thấy được cái giá trị và ý nghĩa cũng như tầm quan trọng trong phép tên của Chúa Giê-xu. Và cảm ơn Chúa vì Ngài đã đứng vào tội nhân thế cho chúng ta. Cho nên tại thập tự giá, Chúa Giê-xu nói rằng là Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Trời ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúa chịu tất cả mọi tội lỗi, Ngài gánh thay tội lỗi của cả loài người. Cho nên Ngài đã hy sinh và chịu chết cho chúng ta. Và vì vậy khi những trẻ em đã tin nhận Chúa thì chắc chắn là các con đã cầu nguyện cha mẹ dâng lên cho Chúa, các con cũng được Chúa tha tội, tái sạch mọi tội lỗi. Và chúng ta cũng vậy, trong đời sống nguyên tội và kỹ tội, thì khi mỗi người chúng ta ý thức và trưởng thành lớn lên, cần phải ăn năn xưng tội và lìa bỏ để rồi được Chúa tha thứ và cứu rỗi chúng ta. Phép báp têm của Giăng Báp Tít chỉ mang tính tạm thời, tức là thủy tải là nước tải với cái hình thức bên ngoài, còn thánh lễ báp têm của Chúa Giê-xu là thánh tải, tức là chính Đức Chúa Ngài tải sạch mọi tội lỗi của chúng ta trong Thánh Linh, với cái sự cam kết ăn năn thay đổi bên trong. Nên khi Chúa Giê-xu truyền lệnh làm phép báp têm của Ngài thì phép tim của Giăng Báp Tít không còn có giá trị nữa. Và đó là lý do chúng ta chỉ làm phép tim trong danh Đức Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh mà thôi. Câu hỏi suy gẫm trong phần thứ nhất ở đây nói rằng là bạn có sẵn lòng theo gương của Chúa Giê-xu đứng vào vị trí của một tội nhân nào đó để cầu khẩn
cầu nguyện với Chúa về sự cứu rỗi cho họ không? Chúng ta có rất là nhiều những người thân yêu, bạn bè, hàng xóm láng giềng của mình, những người đồng nghiệp và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng đứng vào vị trí của họ là những tội nhân chưa ăn năn đầu phục Đức Chúa Trời để chúng ta kêu cầu Chúa xin Ngài thương xót và giải cứu những người thân yêu, bạn bè chúng con, dân tộc Việt Nam của chúng con ra khỏi tội lỗi, ra khỏi quy luật của Satan ma quỷ và đến với Chúa để kinh nghiệm, để nhận được ơn cứu rỗi của Chúa hay không? Và cái câu hỏi suy gẫm thứ hai đó là bạn có sẵn sàng bước vào nơi chốn của những người khốn cùng, những người bất hạnh để bày tỏ về tình yêu của Chúa dành cho họ không? Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một tấm gương. Ngài bằng lòng đến dòng sông Giô-đanh, Ngài bằng lòng đến với những tội nhân như chúng ta, như dân Do Thái và tất cả mọi người trên thế giới này. Ngài đứng vào chỗ tội nhân thay thế cho mình và Ngài đến với những người không xứng đáng như chúng ta. Vì vậy chúng ta có đủ tình yêu của Chúa và chúng ta có bằng lòng đi đến những nơi không ai muốn đến và đến gặp những người không ai muốn gặp, những người bị xa lánh, bị hắt hủi, bị co tường để chúng ta bày tỏ về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa hay không. Cầu xin Chúa giúp đỡ để rồi chúng ta thật sự đồng chết đồng chôn đời sống tội lỗi, quá khứ đau buồn của mình với Chúa một cách quang đang và chúng ta sống một đời sống mới ở trong Chúa. Đời sống mới trong Chúa là đời sống xứng nhận Jesus Christ làm cứu Chúa, làm chủ của mình và không theo ý riêng của chúng ta. Đồng thời, chúng ta chia sẻ về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa, tức là tiên xưng về đức tin của chúng ta nơi Chúa để bày tỏ làm chứng nhân cho Ngài trên đất này. Tóm lại, cái phần thứ nhất đó là thánh lễ báp têm không có nghĩa là nhúng nước để được vào thiên đàng, cũng không có nghĩa là phép rửa tội để được sạch tội, và đây cũng không phải là phép màu và nhờ đó chúng ta được cứu rỗi, hay là đây là cái nghi thức để được gia nhập vào một cái giáo hội, một cái hội thánh để được phép bầu cử hay là làm thành viên chính thức. Nhưng chúng ta được cứu chuộc đó, được tha tội và được cứu rỗi là nhờ ân điển bởi đức tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Do đó thánh lễ báp têm là không phải để được cứu, nhưng mà đó là sự cam kết và tuyên xưng của mình rằng là chúng ta đồng chết đồng chôn đời sống cũ hoàn toàn với Chúa Giêsu và chúng ta sống lại một đời sống mới ở trong Chúa, một đời sống tin cậy vâng lời Chúa, đầu phục Ngài và đắc thắng tội lỗi. Đây là một vài cái hình ảnh hội thánh tin lành của Chúa Giêsu làm phép báp têm trong những ngày qua. Tạ ơn Chúa và dâng vinh hiển cho Ngài. Và bây giờ chúng ta qua phần 2 của bài học. Phần 2 của bài học này đó là phước hạnh sau khi chịu thánh lễ báp têm trong nước. Thứ nhất đó là được ấn chứng bởi thánh linh, được mặc lấy sức mới để sống một đời sống mới. Khi một người thật lòng tin nhận Chúa Giêsu thì thánh linh, Đức Thánh Linh ngự vào lòng của họ để tái sanh và để phục hòa họ lại với Đức Chúa Trời, được làm con của Thiên Chúa và chính Chúa Ngài biến đổi họ sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Cho nên khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm thì Thánh Linh ngự đến trên Ngài như chim bồ câu đậu trên Chúa, như là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 đoạn 3 câu 16 17 nói rằng là vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Chúa Giêsu thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài, và Giăng Báp-tít cũng đã nhìn thấy điều đó. Cho nên ông biết rằng Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời đến cắt tội lỗi của thế gian, và Giăng Báp-tít cũng nói là Ngài phải được giải lên và tôi phải bị hạ xuống. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13-14 thì nói rằng là ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em tin và được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa, đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển của Ngài. Ở đây khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu rồi, nhận được sự cứu rỗi, đúng không ạ? Thánh Linh của Chúa ngự trên đời sống chúng ta, ấn chứng
và làm của cầm cho chúng ta để công nhận là chúng ta thuộc về Chúa, và đến ngày Chúa Jesus Christ tái lâm trở lại thì Ngài sẽ tiếp rước chúng ta về ở với Ngài. Như khi một người đi mua bất động sản nhà đất chẳng hạn, chúng ta đã đặt cọc căn nhà đó rồi thì căn nhà đó đã thuộc về cái người mua và còn chỉ chờ làm thủ tục giấy tờ mà thôi. Cho nên khi chúng ta tin Chúa thì Thánh Linh của Ngài ngự vào đời sống của chúng ta và làm của cầm về cơ nghiệp của chúng ta. Cho nên chúng ta thuộc về Chúa, và khi chúng ta Chúa trở lại thì chúng ta được Ngài rước chúng ta lên, và Chúa ở đâu thì chúng ta được ở đó. Cho nên tạ ơn Chúa rất là nhiều. Và khi cái hình ảnh chim bồ câu đậu trên Chúa Giêsu nói về hình ảnh Đức Thánh Linh, ở đây là một cái đời sống hiền từ hòa bình, một cái đời sống đầy dẫy bông trái và ân tứ của Chúa. Ở trong Galati đoạn 5 câu 22 thì lời của Chúa nói rằng là Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và đây là bông trái của Đức Thánh Linh mà mỗi một người chúng ta cần phải có trong đời sống của mình. Khi chúng ta cầu xin và sống đẹp lòng Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ đổ đầy tình yêu và quyền năng của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và khi một người đầy dẫy Thánh Linh của Chúa thì có sự vui mừng, có sự bình an và đầy dẫy tình yêu agape, tức là tình yêu vô điều kiện, tình yêu mặc dầu của Chúa trong đời sống của mình. Và người đó có quyền năng và ân tứ của Thánh Linh để có sự can đảm mạnh mẽ để mà làm chứng nhân cho Chúa, rao giảng về sự cứu rỗi của Ngài. Đồng thời người đó cũng được Chúa ban cho quyền năng để cầu nguyện chữa lành giải cứu, và Chúa cũng dùng ban cho người đó được ơn giảng dạy và cũng như là có lời của Chúa để chia sẻ giúp đỡ lại cho nhiều người khác. Và vì vậy khi chúng ta được Thánh Linh ngự trong đời sống của mình và chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa thì chúng ta hãy sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Ở trong Ê-phê-sơ đoạn 4 câu 30 cho đến 32 nói rằng là anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng cho đến Ngài, cho đến ngày cứu chuộc. Và vì vậy là chúng ta hãy bỏ khỏi anh em những cái sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau như thế nào? Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Giêsu Christ vậy. Nếu như những ngày qua chúng ta còn giận hờn, còn buồn phiền, còn tổn thương, còn cay đắng, còn oán trách ai đó, thì xin Chúa Ngài đổ đầy tình yêu và Thánh Linh của Chúa trong mỗi đời sống của chúng ta, để chúng ta sống một cách đẹp lòng Ngài, sống yêu thương, sống tha thứ, sống để xây dựng và góp phần mở mang vương quốc của Chúa. Và nguyện cho chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài như công vụ đoạn 1 câu 8: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Nếu một người thật sự đầy dẫy Thánh Linh thì người đó có quyền năng của Chúa để làm nhân chứng cho Chúa, không phải lạm dụng quyền năng để làm vinh hiển danh riêng của mình, nhưng mà và bày tỏ về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho những người khác. Và xin Chúa giúp đỡ để rồi chúng ta thật sự làm chứng nhân một cách hiệu quả cho Chúa trên đất này trước khi Chúa Jesus Christ trở lại. Cái phước hạnh thứ hai sau khi chúng ta chịu phép báp têm ở trong nước đó là được đẹp lòng Đức Chúa Trời, được ơn trước mặt Thiên Chúa trong mọi sự, như là lời của Chúa nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 17: nên là con yêu dấu của ta, con làm ta rất là hài lòng. Và trong Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu 6 cũng vậy, khi chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu làm phép tên thì ở trong Mác đoạn 1 câu 9 đến câu 11 cũng ghi lại rằng là: và trong những ngày đó Đức Chúa Giêsu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu dân làm phép tên dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Thánh Linh, Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu, lại có tiếng từ trời phán rằng: ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Cảm ơn Chúa, vì khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm thì Ngài được có tiếng từ trên trời chứng giám và sự hiện diện của Thiên Chúa cũng như Thánh Linh của Chúa ở đó với Chúa Giêsu và xác nhận rằng: này là con yêu dấu của ta, con làm ta rất là hài lòng. Chúa Giêsu Ngài sống một cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta như trong Luca đoạn 2 câu 52 đã nói. Và vì vậy khi Chúa Giêsu lên núi hóa hình thì
Đức Chúa Cha khen ngợi Chúa Giêsu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 5 rằng là đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó, và có tiếng từ trong đám mây mà phán rằng: Ngài là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn, và hãy nghe lời con đó. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Cha nói về Chúa Giêsu rằng: Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn, hãy nghe lời con đó. Nếu Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà Ngài còn phải hạ mình, phải vâng phục, phải làm trọn sự công bình của Đức Chúa Trời, thì chúng ta lại càng phải vâng giữ thánh lễ báp têm trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, như ở trong Ma-thi-ơ lời của Chúa đã dạy trong đoạn 28 câu 19-20. Và xin Chúa giúp đỡ để rồi chúng ta sống một cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta giống như Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta hãy học theo tấm gương của Ngài, hoặc ăn hoặc uống hay là làm bất cứ sự gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Chúa mà làm, như là lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Và vì vậy câu hỏi suy gẫm ở trong phần số 2 này là: nhiều người trong chúng ta đã làm phép báp têm bằng nước rồi, nhưng đã sống đẹp lòng Đức Chúa Trời chưa? Và thứ hai đó là: chúng ta đã từng làm điều gì để làm buồn lòng Chúa? Nếu như trong những ngày tháng qua chúng ta đã từng tuyên xưng, đã từng cam kết và nói với Chúa trong lễ báp têm rằng: con đồng chết, đồng chôn đời sống cũ tội lỗi của mình, và con sống một đời sống mới ở trong Chúa Giêsu, nhưng vẫn còn tánh nào tật đó, vẫn còn có những sự yếu đuối sai chặt ở chính đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta còn nhiều điều thiếu sót sai trật trước mặt Chúa. Vì vậy cầu xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng ta và Ngài dùng huyết thánh của Chúa Giêsu mà thái sạch và giúp đỡ, để rồi ở thánh linh của Chúa và lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta sống một đời sống đắc thắng, một đời sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu như những ngày qua chúng ta sống làm thất vọng Chúa, làm cho Chúa đau buồn, thì xin Chúa hãy tha thứ, phục hồi và thăm viếng mỗi cuộc đời của chúng ta, để rồi chúng ta sống hài lòng Đức Chúa Trời. Và danh của Chúa đẹp lòng rồi thì Ngài sẽ tưởng thưởng, Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta, như là trong Hebrew đoạn 11 câu 6: ở người nào có đức tin thì đẹp lòng Đức Chúa Trời, và Ngài hãy thưởng cho những người tìm kiếm Ngài. Cảm ơn Chúa. Đây là cái lời cầu nguyện công bố của cái người chịu hay là cái người thọ hưởng cái thánh lễ báp têm trong nước, lúc mà mình chăm mình ở trong nước đó, thì cái người đó một tay đặt ở trong ngực của mình và một tay thì đưa lên để tuyên hứa rằng là: trong danh của Chúa Giêsu Christ ta công bố, kể từ ngày hôm nay ta đồng chết, đồng chôn đời sống cũ tội lỗi của mình hoàn toàn với Chúa Giêsu, và ta đồng sống lại đời sống mới hoàn toàn ở trong Chúa Giêsu. Nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh, con nhận phép báp têm này. Amen. Nhưng mà người làm phép báp têm đó thì cầu nguyện với cái nội dung như sau, tức là vâng theo mạng lệnh mà Đức Chúa đã truyền cho chúng con. Con nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho cô bác hay là cho anh chị ABC gì đó. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ cho nhà người đó sống đúng như là lời cầu nguyện công bố của mình, rằng là đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại với Chúa đó, để sống đẹp lòng Chúa. Và trong cái thánh lễ báp têm chúng ta cũng cầu xin Chúa Giêsu, Ngài Chúa Giêsu nói rằng là chính Ngài làm phép báp têm bằng Thánh Linh cho chúng ta. Vì vậy chúng ta cũng cần được đầy dạy Thánh Linh, đầy dạy tình yêu và quyền năng của Chúa, để sống một đời sống làm chứng nhân có hiệu quả và làm vinh hiển danh Chúa trên đất này, trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Đó là cái nội dung gợi ý để rồi những người làm phép báp têm trong nước, để giúp đỡ cho dân sự công nhân của Chúa. Và như vậy cảm ơn Chúa vì khi chúng ta đã học bài học về Chúa Giêsu chịu phép báp têm, chúng ta thấy được ý nghĩa của lễ báp têm, cũng như là thấy được cái sự phước hạnh của Chúa khi mà Ngài chịu sự báp têm, thì Ngài đẹp lòng Đức Chúa Trời và Ngài đầy dạy Thánh Linh và Ngài bắt đầu thi hành chức vụ một cách đầy ơn và kết quả. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho mỗi một người chúng ta, để rồi chúng ta thật sự sẵn sàng để rao giảng tin lành,
sẵn sàng để trong đẹp lòng Đức Chúa Trời, và cũng như là khi có người tin Chúa thì giúp đỡ họ làm phép bắt tên cho họ trong danh Cha Con Thánh Linh, để rồi họ cũng có một đời sống đắc thắng, một đời sống mới, một đời sống bước đi theo Chúa để đầu phục Chúa và làm vinh hiển danh Cha của chúng ta trên đất này. Amen. Nguyện xin Chúa ban phước trên hết thảy quý vị. Chúng ta nhớ chia sẻ bài học này cho những người bạn thân ở trong hội thánh của Chúa, để rồi nhiều người được biết đến lời của Chúa, và hết thảy chúng ta cùng hiệp một yêu thương và xây dựng vương quốc của Cha chúng ta trên đất này. Amen. Cảm ơn Chúa.